có cơ hội thì anh sẽ tận dụng cách tối đa. Sức ép đã được tạo ra và bàn thắng đã đến. Vẫn là Văn Tùng, bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng bằng đầu và bàn thắng thứ 5 của cá nhân anh tại giải đấu năm nay. Ở trận đấu mà chúng ta chuẩn bị hướng tới, trận bán kết thứ nhất của môn bóng nam tại SEA Games 32, U22 Việt Nam là những cầu thủ mặc áo màu trắng ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Khả năng ném biên tuyệt vời của Ahan không khác gì một quả tạt. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống dâng lên bất ngờ của Cô Mang, một pha bóng có thể nói là khá đột biến của đội bóng đến từ xứ Vạn Đảo. Đây là một miếng đánh mà có lẽ là hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã bị bất ngờ. Mọi người đều tập trung rất nhiều vào Ricky Ritho hay là Witan Suleiman, những người đang tập trung trong khu vực cấm địa. Nhưng chúng ta hãy nhìn Cô Mang. Cô Mang có thể hình tốt, đã rất mạnh mẽ băng lên vào dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc là trong tình huống vừa rồi thì các trung vệ của đội tuyển U22 Việt Nam đã không làm chủ được không gian phía trước khung thành của thủ môn. Sự phản ứng của U22 Việt Nam sau khi phải nhận bàn thua đến lúc này là tương đối tích cực. Chúng ta đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và tìm kiếm được sự gắn kết trên hàng công. Văn Tùng tiếp là cú xoay người dứt điểm. Tư thế khó của Văn Tùng đã chưa thành công, nhưng đó là những tín hiệu chúng ta đã đưa bóng được đến 1/3 phần sân của đối phương, đã tạo ra được những pha phối hợp có tính gắn kết cao. Chúng ta cần duy trì điều này trong quãng thời gian sắp tới. Văn Tùng đủ khôn ngoan để có thể có lợi thế sau tình huống ném biên của các đồng đội, nhưng tư thế dứt điểm trong pha bóng vừa rồi không phải là một điều có thể đem đến nhiều lợi thế cho Văn Tùng, và kết quả là chúng ta vẫn chưa có được bàn gỡ. Baga rất nguy hiểm. Baga, Văn Chuẩn đã cứu thua. Một tình huống phòng ngự xuất sắc của Quang Văn Chuẩn. Nhưng có rất nhiều lỗ hổng trong hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Vâng, đúng là trong tình huống vừa rồi thì đã có một khoảng trống tương đối lớn dành cho các cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển U22 Indonesia. Họ đã thoát được xuống sát được bên ngang. Quả tạt trong tình huống vừa rồi là tương đối lạnh lùng. Tuy nhiên bóng đi ở tầm thấp và vẫn nằm trong quyền kiểm soát của thủ môn Quang Văn Chuẩn. Rất hay, Minh Trọng đứng hai, Văn Tùng. Tình huống xử lý quen thuộc của Văn Tùng. Đáng tiếc là không có bàn thắng thôi. Rất nhiều những pha bóng tấn công triển khai theo hướng này đã được các cầu thủ trẻ của chúng ta khai thác một cách tuyệt vời. Pha xử lý rất hay của Minh Trọng trong pha bóng vừa rồi. Thực ra nếu như Văn Tùng bỏ bóng và bóng đến vị trí của Thanh Nhàn ở phía sau có lẽ là thuận lợi hơn. Nhưng Văn Tùng vốn dĩ đã là một sát thủ bẩm sinh, có cơ hội thì anh sẽ tận dụng cách tối đa. Sức ép đã được tạo ra và bàn thắng đã đến. Vẫn là Văn Tùng, bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng bằng đầu và bàn thắng thứ 5 của cá nhân anh tại giải đấu năm nay. Tuyệt vời. Không quá lâu sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Văn Tùng trong trận đấu này, một pha xoay compa để dứt điểm đi trên khung thành là cú đánh đầu ngược và ghi bàn thắng cân bằng cách biệt cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng vẫn là cái đầu của Văn Tùng. Quả chơi bóng là của Đức Phú. Vâng, đúng là Văn Tùng. Thực sự là hết sức nhạy cảm. Tuyến hai không được. Cú sửa bóng của Thái Sơn.
Một pha phối hợp đá phạt góc theo bài của các cầu thủ U22 Việt Nam. Đáng tiếc là cú sửa bóng cuối cùng của Thái Sơn lại đi chệch mục tiêu. Coman đã rời sân, nhưng Ferry cũng là một trung vệ có chiến thuật rất tốt. Ahan Pramata phán bàn chuẩn. Cú đá của Marcelinho rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đối thủ U22 Indonesia. Từ hai quả ném biên của Ahan Pramata thì chúng ta đã để thủng lưới hai bàn. Lần này Quang Văn Trần đã đoán được bước một tốt, nhưng chúng ta lại thua ở bóng hai. Không có tiền vệ nào kiểm soát khu vực trước của 16m50. Lê Văn Đô đứng xem. Có vẻ như bóng đã khẽ chạm vào chân của trung vệ Ferrari. Có lẽ là bàn thắng sẽ được tính cho Ferrari. Cái duyên của các trung vệ bên phía U22 Indonesia. Rất đáng tiếc cho tình huống phòng ngự vừa rồi của đội tuyển U22 Việt Nam. Khoảng trống. Đường chuyền vào. Rồi. Chọn là Đinh Xuân Tiến. Bóng bật chân Đinh Xuân Tiến và đi vào lưới, chứ không phải là một pha dứt điểm có ý đồ chủ động của tiền vệ đến từ Sông Lam Nghệ An. Không sao cả, không sao cả. Vấn đề là áp lực của chúng ta, vẫn là cách mà chúng ta áp đặt được lối chơi và chúng ta tận dụng được thời cơ. Một pha đá phản chứ không phải là pha ghi bàn của Đinh Xuân Tiến. Những áp lực mà U22 Việt Nam tạo ra là đủ lớn để khiến cho đối phương phải mắc lỗi. Đó là điều quan trọng. Ngọc Thắng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công. Và có vẻ như những quả tạt của U22 Việt Nam cũng có ý đồ, vì nó luôn luôn là những quả tạt ở tầm thấp và bóng đi cực kỳ khó chịu. Chính xác là như vậy. Rõ ràng không phải là những pha bóng bổng để có thể khiến cho các trung vệ có tầm vóc của U22 Indonesia có thể phát huy được khả năng kiểm soát không gian của mình. Những tình huống ở tầm lưng chừng, những quả bóng ở tầm thấp rõ ràng sẽ khiến cho họ trở nên lúng túng hơn. Và vừa rồi là một ví dụ hết sức điển hình. Nhưng với những gì mà thầy trò Philip Trujillo đã có trên lúc này, không phải chỉ là vấn đề hơn người. Tôi vẫn đánh giá rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang trên lộ trình phát triển một cách hợp lý. Cho dù thế hệ những cầu thủ đang chơi tại SEA Games 32 không phải là những người được đánh giá quá cao về những phẩm chất cá nhân. Rất nguy hiểm. Đó vẫn là Văn Tùng với những tình huống dứt điểm một chạm. Và một lần nữa Văn Tùng cho thấy được kỹ năng chơi đầu của mình hay như thế nào trong tình huống bay người đánh đầu lái bóng về phía góc xa vừa rồi. Một đường chuyền hơi nhẹ của Thái Sơn, nhưng Văn Tùng đã biết cách lướt lên trước mặt Ferry và thực hiện động tác đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Lần này thì tài năng của thủ thành Edado đã cứu thua cho các cầu thủ U22 Indonesia. Nếu như Edado không chạm bóng thì rất có thể bóng sẽ bật mép trong của dọc và đi vào lưới. Thái Sơn được phản công cho đội tuyển U22 Việt Indonesia. 3-3. Vaja. Ivan. Rất tiếc là chúng ta đã để thua ở phút bù giờ thứ 6. Một tình huống phản công kinh điển của U22 Indonesia. Pha xử lý xuất sắc của Tofani. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Thật sự là rất đáng tiếc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu 2 vẫn còn, nhưng có lẽ là cực khó để có thể thay đổi được tình hình. Trước tình huống để thua này thì chúng ta đã chứng kiến một vài pha bóng mà đội tuyển U22 Việt Nam cho dù có đông người nhưng chơi phòng ngự không thật sự triệt để. Và với cú đá có thể nói là sắc như dao cạo vừa rồi thì Indonesia đã vươn lên thêm một lần nữa ở trận này với pha ghi bàn của Muhammad Tofani.